gia đình sang cát cho cụ. Nhưng khi mở nắp quan tài ra thì thấy là kết trắng. Thì thường thường ấy, người ta nói vì sao mà mộ kết? Cái thứ nhất đó là cái đất khu đó. Nói về phong thủy thì nó ở vào cái nơi huyệt mạch, tức là cái long mạch, có long mạch tốt, có huyệt đạo tốt, cái nơi đất tốt. Cái thứ hai, cái phúc phần của cái dòng họ, cái gia đình đó, chọn được trúng cái đất đó, mà thậm chí lại còn phải chôn trúng cái ngày đó, cái giờ đó, cái năm đó, cái tháng đó, thì này nó mới kết nữa. Mà thường các cụ ngày xưa quan niệm là mộ kết thì thường là tốt, nhưng thường kết vàng, kết đỏ và kết trắng là tốt. Nhưng mà chúng ta là người trần mắt thịt, không biết là đào lên rồi, bới lên rồi, cho nên thì lúc đó mới biết. Thì lấp lại thì nó cũng không được nguyên như cũ nữa, nhưng mà thôi, dù sao nó cũng vẫn còn còn được. Cái trường hợp này thì khuyên là nên gia đình nên xây kín, xây luôn, xây, nhưng mà nhớ nhé, xây ở trên cái phần mộ, cái phần mà ở giữa nó khoảng độ tầm 2/3 ở phần dưới chân đấy, nên để một cái lỗ nó thông khoảng độ tầm 20 phân vuông, 20-25 phân vuông gì đó, tức là để cho gì? Mình vừa để cái chỗ đất đó để mình cắm hương cái mấy vào được, mình vừa để cho gì, âm dương á, có cái khí giao thoa, chứ đừng có xây bịt kín hết. Chúng ta xây mộ bây giờ nhiều người xây mộ là không chuẩn, xây là bịt kín hết, hoặc làm ốp đá kín hết, hoặc trên để cho cái bát hương vào, cái bát hương nó cũng kín, bát hương nó có đáy đâu, nó cũng kín mít hết luôn, để cái bát hương lên để cắm hương cũng bịt kín hết, bát hương cho do cho cát và cắm hương còn kín hết không, thế là sai. Âm dương nó phải giao thoa. Và chúng ta lần sau nếu mà gia đình nào, dòng họ nào mà chúng ta may mắn mà gặp cái ngôi mộ cả các cụ hoặc các người thân chúng ta mất rồi mà chúng ta đi bốc mà thấy kết, thì chúng ta ngay lập tức đậy nắp quan tài lại và nấu nồi cháo trắng nhá, chứ không cho muối, không cho thêm cái gì nhá, một nồi cháo hoa, gọi là cháo hoa tức là cháo trắng đó. Về cho nấu nồi cháo trắng ra mà cái là rắc hết lên, rải hết lên đó và lấp lại để được. Xong lấp xong một cái lấy cái nước ngũ vị hương hàn long mạch ấy, làm lễ hàn long mạch lại, thế là được. Và để như thế là xây luôn, xây lên tại chỗ đó luôn được,